sáng của mình. Chỉ một lát bánh mì chiên phô mai với gì ta, với jam thôi, jam thôi. Trời ơi đơn giản ha. Còn cái này con tôi nó ăn cái gì tôi cũng không biết. Cái này là cá, bánh mì bơ cá rồi. Bao nhiêu một phần hả? Cũng 8 10 đồng nữa. Cà phê. Để lấy thêm. Cũng cảm nè. Không. Shopping nè mọi người ơi. Qua trong này có mắt kiến nó đang đẹp nè. Trong này có mắt kiến. Mắt hồi đó nó mắt có cái màu đen á, màu đen giống kiểu chắc như là mấy bên đây á hả? Mấy này á hả? Che lên trên cái cổ ha, cái dài gì nó che cái áo luôn. Ồ, cái bao á hả? Cái bao á. Interview quá hả? Qua má mày cũng muốn chót nè. Tiền thì nhưng mà có điều bỏ lúng con đâu được đúng không, đi riết không có nhà buồn thì nó cũng thôi
chị con á, tiệm á, nó tiệm gì á. Chuyện với mình trong khi nó nói chuyện với người yêu nó thì trời ơi quá trời chuyện luôn. Đâu có nói chuyện, trời ơi cái đó là texting mà con này còn phải nói chuyện. Ở nhà nói chuyện á là con thấy nói chuyện quá trời nói luôn. Ai? Ô hồi đó mình đứng đây mình chụp hình rồi đó mà. Đâu phải đây đâu. Cái tiệm gì nó có mấy cái nhãn cái gì quên rồi. Tiệm nó giờ mở gì quên ha. Đi vô như unicorn nữa ha. Nay ngày thường nha nó cũng vắng ha. Trời ơi nó nói gì nè quê thế. Con ốc á hả? Rồi đi về mọi người ơi. Ừ được ha. Ngồi trên đấy mình uống năm ly ha. Dạ. Chỗ không rồi mát con uống đó là mua đó không? Chỗ không rồi mát con đi không? Ê mình đứng đây mình quay được không? Má nói chỗ cà phê này nè, rồi má hỏi con má. Ừ. Má nói ngồi đây nè, quay phim làm cái gì đó. Lớp phim nhạc á. Ok ok. Con nghĩ đó hẻ này. Tùy má. Nhưng mà cái kia má có cái kia rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này thì nó có khúc luôn. Cái này mình bỏ ngay sofa được.